Trong thời đại số hóa, tất cả các giao dịch đều được thực hiện trên di động, từ mua sắm những vật dụng hàng ngày cho đến những món đồ cao cấp. Nhưng chúng ta vẫn đang mua SIM và gói cước theo cách truyền thống. Để bắt kịp xu thế công nghệ, tính năng shop trên MyViettel đã ra đời, giúp bạn trải nghiệm việc mua SIM và gói cước thuận tiện chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Với tính năng này, bạn dễ dàng đặt mua SIM số kèm gói cước chỉ với 5 bước đơn giản. Bước 1, lựa chọn số. Bước 2, lựa chọn gói cước. Bước 3, nhập thông tin chủ thuê bao. Bước 4, lựa chọn hình thức giao hàng. Bước 5, thanh toán. Tính năng shop của MyViettel sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của bạn mọi lúc mọi nơi. Tải ứng dụng MyViettel ngay hôm nay để trải nghiệm nào!